Chào Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. 4 giờ 30 giờ California tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 22 tây tháng 6 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh, trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn có hai đề tài mỗi một ngày. Trước khi đi vào đề tài thì vẫn là phần bảo trợ của các người bạn. Đầu tiên là phần bảo trợ của luật sư Dina Nguyễn. Số điện thoại là 714 657 năm Luật sư chuyên về luật di trú, luật gia đình và luật thương mại. Nếu quý vị ở trên 50 tiểu bang, có thể tham khảo luật di trú. Nếu quý vị ở California có thể tham khảo thêm luật gia đình và luật thương mại. Đặc biệt trong thời gian gần đây thì luật sư đã hỗ trợ cho tất cả khán giả và những khách hàng, đặc biệt là những chủ nhân các cơ sở thương mại vay tiền SBA và PPP. Số tiền vay của PPP tới cuối tháng này là chấm dứt. Quý vị nào mà chưa có apply có thể liên lạc với luật sư Dina Nguyễn 714 657 2425 và nhớ là test cho luật sư trước khi quý vị gọi cho luật sư. Phần bảo trợ thứ hai là phần bảo trợ của Win Financial, công ty tài chính và thuế vụ. Mùa thuế năm nay tới 15 tây tháng 7 là hết hạn và chúng ta còn không bao lâu nữa. Quý vị nào chưa khai thuế có thể ngay khai thuế ngay ngay từ bây giờ. Và giới thiệu quý vị công ty Win Financial 714 888 5666. Ngoài ra Win Financial còn giúp cho quý vị vay tiền mua nhà, mua building, xây dựng tín dụng hay sửa chữa tín dụng cho quý vị. Mỗi chi tiết quý vị có thể liên lạc Win Financial 714 888 5666 714 888 5666 và phần bảo trợ kế tiếp là của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng, tức Centra Võ DDS, chuyên về nha khoa cho cả người lớn lẫn trẻ em. Nếu quý vị và người thân trong gia đình cũng như bản thân của mình muốn có hàm răng trắng, khỏe, đẹp, cứng cáp, một đều, quý vị có thể giao phó trách nhiệm này cho văn phòng của nhà sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Văn phòng của nhà sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng tọa lạc ngay trên đường mặt Phê Đình, gần góc đường Beach nếu quý vị đi từ hướng mặt Nolia tới. Trước khi tới góc đường Beach, bên tay phải là siêu thị thuận phát, bên tay trái là knp Dental của nhà sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Vào trang web đánh chữ Central Võ DDS, quý vị sẽ có đầy đủ hình ảnh, địa chỉ và số điện thoại của văn phòng 714 890 9090. 714 890 9090 -90 -90. và đó là phần bảo trợ của các người bạn và bây giờ thì chúng ta nhanh chóng đi vào cái đề tài thời sự mỗi một ngày của chúng ta. Tuần lễ này có lẽ là tuần lễ mà Trung Quốc đang à, lãnh những cái quả lớn từ cộng đồng quốc tế mặc dù quốc gia này vẫn đang áp dụng một cái chính sách ngoại giao cứng rắn và ngày hôm nay tôi lại có hai cái tin liên quan tới thời sự và hai tin này nó đều liên quan tới trung quốc và có lẽ chúng ta sẽ thấy được cái tư thế của trung quốc càng lúc càng thấp như thế nào trên chính trường quốc tế bản tin đầu tiên là trung quốc tỏ ra tức giận phải nói là tức giận trước việc mà cái cuộc họp về đàm phán nguyên tử giữa nga và hoa kỳ và trong đó phía hoa kỳ đã bỉ mặt trung quốc bằng cách là trong đó họ treo đầy cờ trung quốc ở trên cái bàn nhưng mà trung quốc không có xuất hiện đây là cái bản tin đầu tiên. Hầu hết tất cả các cái cái cuộc họp này là chính ra là cái cuộc thảo luận giữa Nga và Hoa Kỳ trong một cái hiệp ước giới hạn các cái nguyên tử mà nó sẽ hết hạn vào năm 2021 tức là ngày vào tháng 2 trong một cái uh, thỏa ước mà Hoa Kỳ và Nga đã từng ký kết trước đây 10 năm và bây giờ thì họ họ đang thảo luận để gia hạn và tiếp tục cái thỏa ước này. Tuy nhiên phía Hoa Kỳ đã trước đây đã lên tiếng kêu gọi là Trung Quốc phải có mặt trong cái cuộc họp này. Và Trung Quốc đã lên tiếng từ chối không chịu gia nhập vào cái cuộc họp này, trong khi Trung Quốc lại đi lòn cửa sau của Hoa Kỳ là gia nhập vào một cái hiệp ước kiểm soát vũ khí à, mà khi mà Hoa Kỳ rút ra năm 2018. Đây là một trong những cái trò gọi là trò rất là gọi là rất là tiểu nhân của Trung Quốc, phải nói là tiểu nhân. Trong cuộc họp ngày hôm nay thì phía Hoa Kỳ đã để ra một cái khu vực dành riêng cho trung quốc và treo đầy cờ trung quốc bên đây là cờ hoa kỳ và bên kia là cờ của nga tức là một cái cuộc đàm phán ba phía nhưng mà phía trung quốc đã không có mặt tại vì phía hoa kỳ đã biết trước nhưng vẫn treo cờ trung quốc và họ chỉ dẹp cái lá cờ này sau khi mà phía nga tới và yêu cầu sắp lại cái bàn và chỉ có cờ nga và cờ hoa kỳ trong đây thì phía tổng thống trump cho biết là có lẽ là ông sẽ bác bỏ tất cả những cái gì đã từng ký kết trong quá khứ và muốn viết lại một cái bản thỏa ước mới với nga. trong khi đó thì một trong những nhân vật được xem là đại diện của hoa kỳ ở tại viên áo quốc là Marshall Billingsley là cái người mà được xem là tổ chức cho cái cuộc hội nghị thượng đỉnh này giữa nga và hoa kỳ cho biết rằng bắc kinh vẫn lén lút sau lưng của nga và hoa kỳ tiếp tục sở hữu các cái đầu đạn nguyên tử và các cái hỏa tiễn cần thiết do đó cần phải có sự có mặt của trung quốc tuy nhiên thì cuộc thảo luận hôm nay là ngày đầu tiên vẫn không có một tiến triển nào trong khi nhiều dấu hiệu cho thấy là phía hoa kỳ gần như bác bỏ hoàn toàn các cái điều ước đã từng ký ra trước đây và tổng thống trump và chính quyền của ông muốn có một cái thỏa ước mới và trong cái thỏa ước này sẽ gia tăng rất nhiều những cái điều mà trói buộc trong đó thì phải nhắm vào trung quốc đó là cái tin thứ nhất. Và đặc biệt là trong cái bản tin nói rằng là phía Hoa Kỳ và Nga gần như là chiếm 90% cái đầu đạn nguyên tử trên thế giới. Đây là một trong những cái hành động được xem là bí mật của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trong cái phiên họp đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ trong vấn đề giới hạn nguyên tử và các đầu đạn hỏa tiễn. Đó là một trong những cái tin đầu tiên. Và bản tin thứ hai là bản tin mà Liên hiệp lãnh đạo lãnh đạo lãnh đạo của Liên hiệp Âu Châu đã lên tiếng thúc giục tập cận bình là phải hủy bỏ cái đạo luật an ninh quốc gia dành cho hồng kông còn nếu không thì sẽ đối diện với một cái hậu quả rất tiêu cực đây là họ dùng chữ uh, nguyên văn cái chữ đó là gì với quý vị là negative consequence tức là một cái hậu quả rất tiêu cực người đứng đầu của quỹ hội âu châu mà được xem là một nhân vật cứng rắn từng là bộ trưởng quốc phòng của nước đức và nay là chủ tịch của quỹ hội Âu Châu bà Ursula von der Leyen đã, đã lên tiếng và đã nói chuyện với lại phía Tập Cận Bình trước khi mà Liên Hiệp Âu Châu có cuộc họp với Lý Khắc Cường và trong cái cuộc nói chuyện qua video này thì bà uh, der Leyen đã lên tiếng và nói rằng là Tập Cận Bình nên rút bỏ tất cả những cái đạo luật an ninh quốc gia nhắm vào lãnh mạnh mảnh đất Hồng Kông còn nếu không thì sẽ đối diện với tất cả những cái hậu quả có thể xảy ra và rất tiêu cực. Ông bình đã không có nhắc nhở gì tới cái uh, việc mà bà Lajen đã nói. Tuy nhiên, thì ông ta đã có cú điện thoại nói chuyện bằng màn hình trực tiếp với bà Lajen và kể cả chủ tịch của hội đồng Âu Châu là Michael, uh, Michael trong cái cuộc nói chuyện vào uh, trước đó trong ngày và trong đó thì uh, các vấn đề được đeo ra bao gồm có thứ nhất là liên quan tới con siêu vi khuẩn vũ hán thứ hai là các mối quan hệ của Âu Châu và Trung Quốc thứ ba là tình trạng của Hồng Kông và thứ tư là những vấn đề còn lại của cộng đồng quốc tế đây là những vấn đề mà đôi bên đã nói chuyện phía truyền thông của Trung Quốc thì lên tiếng nói rằng là không có một cái tiết lộ nào từ phía Tập cận bình liên quan tới vấn đề của Hồng Kông tuy nhiên thì bà Von der Leyen bà lên tiếng bà nói rằng là cái đạo luật an ninh quốc gia này là một cái nguy hiểm nghiêm trọng phá hủy một quốc gia hai thể chế và chúng tôi muốn cho Trung Quốc biết rằng họ sẽ đối diện với hậu quả rất tích cực nếu tiếp tục tiến hành cái việc mà phía áp dụng cái đạo luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông. Ngoài ra thì liên hiệp Âu châu đã có cuộc thảo luận với nhóm G7 tức là nhóm G7 và các đối tác chúng tôi đã đưa ra cái Quyết định của chúng tôi và vị trí chúng tôi rất rõ ràng với lãnh đạo của Trung Quốc và thúc giục họ là phải duyệt xét lại chuyện này. Đương nhiên họ có cái đường hướng của họ và cái điểm của họ và còn chúng tôi thì vẫn có cái điểm của chúng tôi rất rõ ràng và chúng tôi đã nói thẳng thẳng điều này với nhà lãnh đạo của Trung Quốc. Đó là lời phát biểu của bà Von der Leyen và trong cái thỏa ước mà Investment tức là một cái thỏa ước về đầu tư giữa đôi bên bà muốn đăng phía Bắc Kinh phải thực thi tất cả những cái điều cần thiết này đính kèm cái vấn đề nhân quyền và đính kèm cái vấn đề chính trị trong các thỏa ước này và bà mong muốn rằng nó sẽ được kết thúc trước mùa hè tức là đôi bên sẽ có một cái thỏa ước về đầu tư trước mùa hè tuy nhiên trong thỏa ước này sẽ có hai phần dính líu tới phần nhân quyền và dính líu tới phần chính trị đây là một cái hành động mạnh mẽ nhất của liên hiệp âu châu đối với trung quốc hai bản tin một bản tin hoa kỳ thì bí mật trung quốc tại nước áo tức là viên ở uh, các bạn tiếng việt hay gọi là Vienna đó thì nó làm ở viên thủ đô của áo quốc nơi mà nga và hoa kỳ đang có cuộc họp để mà giảm đi cái vấn đề nguyên tử trên toàn thế giới <laughs> trong đó hai quốc gia này là hai cường quốc về nguyên tử nhưng mà hoa kỳ lại chơi trò bí mật bằng cách là treo cờ trung quốc mặc dù biết trung quốc không tới rồi cộng thêm ngày hôm nay hai cuộc nói chuyện giữa lý khắc cường và chủ tịch của hội đồng âu châu cũng như là à, giữa tập cân bình và bà von der leyen tức là chủ tịch của quỹ hội Bộ Âu châu bà được xem là cái người từ năm ngoái đã nhận cái chức này và bà đã từng lên tiếng trước là sẽ không còn chính sách dễ dãi đối với bắc kinh khi bà nắm quyền chủ tịch của quỹ hội Âu châu và bà đã bày tỏ cái câu chuyện này trong cái cuộc nói chuyện với tập cân bình một cách trực tiếp qua màn hình video hai cái uh, tin này cho quý vị thấy là Trung Quốc còn đang bị thử thách rất nhiều bởi cộng đồng quốc tế mà trong đó hai thế lực được xem là chủ chốt đứng đầu trên thế giới. Thứ nhất là Hoa Kỳ, thứ hai là Liên hiệp Âu châu, được xem là hai thế lực mạnh nhất trên thế giới đã tác động rất mạnh lên Trung Quốc trong hai hồ sơ. Thứ nhất là cái hồ sơ về Trung Quốc giấu giếm việc âm thầm sản xuất các cái đầu đạn nguyên tử. Và thứ hai là chuyện mà Trung Quốc đã tìm cách à, phá hủy cái nền tự trị của Hồng Kông và một quốc gia hai thể chế qua cái việc mà ban hành cái đạo luật an ninh quốc gia mà quốc hội Trung Quốc dự tính là sẽ finalize, tức là sẽ đưa ra cái quyết định sau cùng vào ngày 30 tháng 6 sắp tới đây. Nếu như quốc hội Trung Quốc vẫn tiếp tục thông qua thì có nghĩa là cái đạo luật này sẽ được áp dụng vào tháng 9, cuối tháng 8, đầu tháng 9. Và nếu như Trung Quốc tiếp tục thực thi đạo luật này thì phía Âu Châu sẽ có một cái, sẽ Liên Hiệp Âu Châu sẽ có một cái biện pháp mạnh mà cái biện pháp đó trước đây mấy ngày các bạn còn nhớ là, là các thành viên trong nghị viện của Âu Châu đã bỏ phiếu đã bỏ phiếu 662 phiếu là đồng ý là sẽ có một cái nghị quyết và trong đó sẽ đệ đơn kiện lên cái tòa án công lý của Liên Hiệp Quốc về việc mà Trung Quốc áp dụng đạo luật an ninh lên Hồng Kông rõ ràng là bây giờ quý vị đã nhìn thấy là cái chiến lược mà cô lập Trung Quốc của Hoa Kỳ từ năm ngoái cho tới bây giờ đã bắt đầu có hiệu quả và Liên Hiệp Âu Châu sau thời gian tọa sơn quan hổ đấu thì bây giờ Liên Hiệp Âu Châu đã bắt đầu thấy được cái quyền lợi của mình khi mà Trung Quốc đã bị Hoa Kỳ gọi là ép tới ngập thở thì Âu Châu bắt đầu chấn thêm một cú nữa như tôi đã nói với quý vị và các bạn Liên Hiệp Âu Châu họ luôn giữ thái độ rất là chậm chạp họ không bao giờ đi tiên phong trong vấn đề nào họ đợi cho mọi việc gần như rõ rõ ràng trắng đen rồi họ mới chọn phía. Và lần này, mặc dù Trung Quốc là một đối tác lớn của Âu châu, thị trường lớn hàng thứ hai của Âu châu sau Hoa Kỳ. Nhưng Âu châu vẫn cần phải chấn chỉnh lại tất cả những cái quy tắc của một xã hội dân chủ và giá trị mà nhiều quốc gia trong liên hiệp Âu châu đã theo đuổi. Ngày hôm qua thì ông ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã lên tiếng và cảnh cáo Âu châu là đừng đánh đổi cả một cái xã hội dân chủ đi ve vuốt một chế độ độc tài của cộng sản trung quốc ông đã cảnh cáo trong cái hội nghị được xem là một cái diễn đàn về dân chủ diễn ra ở tại đan mạch ngày hôm nay thì liên hiệp âu châu đã bắt đầu chấn thêm những cái biện pháp được xem những cái lời ngôn ngữ được xem là rất cứng rắn với trung quốc và nó hứa hẹn là sẽ có những cái biện pháp đính kèm nếu bắc kinh tiếp tục tìm cách phá hủy cái nền tự trị của Hồng Kông mà Bắc Kinh đã từng cam kết năm 1984. Và bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng muốn chặn đường của Trung Quốc bằng cách là bí mật Trung Quốc ở cái hội nghị với Nga. Điều này rõ ràng là Hoa Kỳ muốn gửi một thông điệp cho Nga mặc dù đôi bên đàm phán vẫn chưa có một kết quả nào trong cái việc mà đôi bên đi tới một cái thỏa ước về nguyên tử. Nhưng Hoa Kỳ đã gửi một cái thông điệp rất rõ ràng cho nước Nga. Anh cũng phải chọn đi. Tức là anh Nga, anh Putin, anh cũng phải chọn đi. Bây giờ tôi đã thẳng thắng với Trung Quốc rồi. Và tôi lôi cái cờ Trung Quốc vô trong cái hội nghị này là tôi muốn báo cho anh biết rằng mục đích của tôi là Trung Quốc, không phải là anh. Do đó anh phải tìm cách thuyết phục Trung Quốc bước vô đây. Còn nếu như mà anh giữ cái thái độ mà tôi mời được thì mời không mời được thì thôi tôi với anh chơi đó. Thì rõ ràng là Hoa Kỳ muốn cho Nga biết là vậy thì anh đứng ngoài cuộc luôn. Đừng có xen vào chuyện của Trung Quốc với tôi đây là một cái lời cảnh báo một cái thông điệp của Hoa Kỳ dành cho Nga rất rõ ràng là Nga một là đứng hẳn bên ngoài còn hai là phải chọn phía Hoa Kỳ đó là cái thông điệp mà khi mà ngày hôm nay mà trong cái bàn hội nghị mà lại treo cờ Trung Quốc đây ở trên cái bàn là mà không có sự hiện diện của một quan chức nào của Trung Quốc hết thì điều này cho thấy là Trung Quốc rất tức giận chuyện này Bắc Kinh phải nói là rất tức giận tới mức mà cái người nắm về cái quỹ ban quân quỹ trung ương của Trung Quốc đã lên tiếng và phải tweet ở trên twitter bày tỏ một cái thái độ rất là tức giận thì điều này cho thấy rằng là hoa kỳ đã có một cái hướng đi rất rõ ràng với bắc kinh anh bây giờ chỉ là đối thủ hoặc kẻ thù của chúng tôi anh không còn là đối tác của chúng tôi nữa những nỗ lực mà trung quốc đã đưa ra trong suốt một năm qua để lôi kéo lại cái vị thế đối tác biến mất rồi bây giờ coi như hoa kỳ đã rõ ràng một cái thông điệp không những cho nga và cho cả Liên Hiệp Âu Châu và cho cả cộng đồng gốc Á Tức là cộng đồng quốc à, các quốc gia tại Á Châu biết rõ Trung Quốc bây giờ không còn là đối tác của Hoa Kỳ nữa Mà Trung Quốc bây giờ đang là đối thủ và chuẩn bị trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ Quý vị ở qua Á Châu, quý vị ở Âu Châu Cứ việc từ từ chọn lựa Và quý vị chọn lựa bên nào thì cho tôi biết Cái điều mà ông Trump đưa ra rất rõ ràng Mặc dù chỉ còn khoảng 4-5 tháng nữa là tới cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ phía Âu Châu họ không muốn chọn lựa nhưng với cái xu thế họ nhìn thấy tại sao phía Liên Hiệp Âu Châu ngày hôm nay bắt đầu tỏ thái độ cứng rắn với Trung Quốc bởi vì họ nhìn thấy được trong cái xã hội Hoa Kỳ cái thực tế, nó không phải là do báo chí của họ, cánh tả Hoa Kỳ à, lên tiếng và lăng xe cho Joe Biden là sắp sửa thắng ông Trump bla bla, bla 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 họ nhìn được cái lòng dân ở Hoa Kỳ, cái sự phẫn nộ đối với Trung Quốc đặc biệt là trong cái trận đại dịch vừa qua là người dân Hoa Kỳ rất nổi giận với Trung Quốc và họ nhìn được như vậy thì cái lá phiếu của người dân Hoa Kỳ vẫn sẽ nghiêng về phía ông Trump có nghĩa là ông Trump vẫn tiếp tục thắng cử trong năm trong năm nay tức là tháng 11 và như vậy họ phải điêu với ông Trump trong vòng 4 năm nữa chứ không phải tới tháng 11 này ông Trump thất cử rồi tháng giêng ông đi rồi là họ có thể dễ dàng mà Âu Châu đã nhìn ra được cái cái xã hội của Hoa Kỳ và nhìn ra được cái những diễn biến tại Hoa Kỳ với những cái thái độ cực đoan mà đang diễn ra ở đây thì họ đã thấy được rốt cuộc là phe bảo thủ sẽ tiếp tục chiến thắng ông Trump sẽ ngồi thêm nhiệm kỳ thứ hai bốn năm nữa như vậy trong vòng 4 năm này nếu như Âu Châu mà đi ngược lại hoặc là có những cái thái độ phản à, cái, cái thái độ gọi là đi ngược lại với Hoa Kỳ hoặc là có những cái à, à, giữ lại những cái lời lỗi cũ thì có lẽ họ sẽ bị thiệt hại rất nhiều. Bởi vì với cái cá tánh của ông Trump và cái chính phủ của ông, chắc chắn với cái chiêu đề là American First, người Mỹ trên hết và nước Mỹ trên hết, chắc chắn ông Trump sẽ không để cho Liên Hiệp Âu Châu Yên. Kể cả Liên minh NATO là ông buộc tất cả các cái đồng minh này phải chia sẻ đầy đủ trách nhiệm với Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực. Từ quân sự cho đến vấn đề thương thảo kinh tế với Trung Quốc họ phải sang sẻ cái trách nhiệm đều đặn với Hoa Kỳ họ không thể dừng lại được nữa và nếu như không thì họ sẽ đối diện với cả hậu quả 4 năm rất khốc liệt và nó sẽ gây hại rất lớn cho nền kinh tế của Âu Châu một điều Âu Châu rất sợ Âu Châu sợ nhất là suy thoái kinh tế mà khi suy thoái kinh tế là cả một cái Âu Châu muốn vực dậy không phải dễ dàng do đó Âu Châu buộc lòng phải đưa ra những cái lời lẽ cứng rắn trong ngày hôm nay đối với Bắc Kinh rất rõ ràng họ tại vì họ nhìn thấy được cái diễn biến về chính trị tại Hoa Kỳ. Lúc trước thì họ còn chưa có chọn bên Thứ nhất là Hoa Kỳ vẫn chưa đưa cái thông điệp rõ ràng. Thứ hai là họ nhìn thấy chưa biết được ông Trump kỳ này có thắng cử nhiệm kỳ 2 hay không. Mà đưa ra một cái quyết định sớm quá nhiều khi bị hố thì sao? Do đó, Âu Châu rất cẩn thận. Tôi nói với các quý vị là Âu Châu rất cẩn thận. Lúc nào họ cũng đi sau cả. Mà ngày hôm nay họ đã bắt đầu có những cái ngôn ngữ cứng rắn với Trung Quốc thì có nghĩa là họ đã cảm được cái uh, Cuộc bầu cử của Hoa Kỳ vẫn diễn ra và xem như cái phe cánh tả dân chủ khó có cơ hội, nhất là Joe Biden khó có cơ hội thắng được ông Trump trong cuộc bầu cử này. Như vậy thì trong vòng 4 năm tới họ sẽ phải làm việc với chính phủ của Donald Trump chứ không phải chính phủ của Joe Biden mà làm việc với chính phủ của Donald Trump thì tất cả mọi việc trắng ra rắn, đen ra đen không có vùng màu xám nữa. Điều này sẽ là một cái một cái áp lực rất lớn với liên hiệp Âu Châu cộng thêm Anh đã rời khỏi Liên hiệp Âu Châu. Bây giờ Liên hiệp Âu Châu chỉ còn có 27 quốc gia và bây giờ hai quốc gia đứng mũi chịu xào nặng nề nhất trong Liên hiệp Âu Châu là Đức và Pháp. Do đó Đức cũng phải suy nghĩ, tại vì thị trường lớn nhất của Đức vẫn là Hoa Kỳ, thị trường lớn nhất của Pháp vẫn là Hoa Kỳ và cái thông điệp của Hoa Kỳ ngày hôm trong tuần lễ này đã, đã gửi ra rất rõ ràng, các anh có quyền chọn. Bởi vì với tôi bây giờ Trung Quốc không còn là đối tác để các anh có thể đi hai nhà nữa. Sản xuất ở Trung Quốc và tiêu thụ ở thị trường Hoa Kỳ. Các anh chỉ còn có một bên thôi. Các anh chọn đi. Các anh chọn thị trường sản xuất hay các anh chọn thị trường tiêu thụ. Nếu các anh chọn thị trường tiêu thụ để lấy tiền về thì các anh phải chơi, phải tuân thủ cái quy tắc của tôi. Tôi là thị trường tiêu thụ. Các anh là cái nơi bán hàng. Vậy thì việc này đã cho thấy rằng là cả Liên Hiệp Âu Châu được xem là cái thế lực à, chính trị lớn nhất thế giới bên cạnh hoa kỳ và nga thì rõ ràng trung quốc đang phải đối diện với cái áp lực rất lớn và cái áp lực này nó không những tác động ở bên ngoài là làm cho trung quốc bị suy yếu cái tư thế với những quốc gia lân bang của trung quốc mà nó còn làm cho cái nội bộ trung quốc lại càng suy yếu thêm khi mà các phe phái ở trong đó bắt đầu chống đỡ áp lực bằng nhiều cách khác nhau và, và bằng cái uh, sự khác biệt nhau và họ sẽ không đồng ý nếu như tập cận bình tỏ ý nhượng bộ mà nếu tập cận bình mà tỏ ra cứng rắn thì có nghĩa là tập cận bình sẽ kéo toàn bộ cái phe của tập cận bình và cái phe chống đối tập cận bình chạy trên một con đường là toàn là miễn chai toàn là à, đinh mà không có láng bón như ngày xưa nữa và bây giờ là chạy tới đâu là máu nó rỉ tới đó đây là con đường mà tập cận bình nếu như chọn thái độ cứng rắn và trong cái cái nhìn của tôi thì rõ ràng là phía Bắc Kinh đã không còn đường lui. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không còn đường lui. Tại vì nếu nhượng bộ, họ sẽ mất trắng rất nhanh tất cả mọi thứ. Nếu nhượng bộ với Âu Châu, nếu nhượng bộ với Hoa Kỳ thì Bắc Kinh sẽ có một cái cuộc khủng hoảng lớn về nội bộ. Trong đó, những phe mà chờ làm thịt Tập Cận Bình sẵn sàng sẽ không bỏ qua. Thứ hai, về mặt dân chúng xem tập cận bình đưa ra cái hành động dẫn bộ là một sỉ nhục đối với người trung quốc và họ sẽ phản đối tập cận bình rất gây gắt và thứ ba những cái chính quyền địa phương ở trung quốc nó sẽ không còn nghe lệnh chính quyền trung ương nữa bởi vì nhiều địa phương ví dụ như địa phương ở quảng châu địa phương ở trùng khánh địa phương ở thiên tân họ đang có những cái mối quan hệ tốt với khối tây phương họ đang làm ăn buôn bán với khối tây phương trong đó có liên hiệp âu châu trong đó có hoa kỳ bây giờ tự nhiên họ bị cắt hết quyền lợi chỉ vì cái thái độ cứng rắn của chính quyền trung ương làm cho họ bị thiệt hại nhất là quảng châu ở thẩm quyến là cái nơi được xem là đầu tàu kinh tế của trung quốc và kể cả cái thị trường chứng khoán ở thượng hải họ sẽ xoay chiều tức là họ sẽ không còn lắng nghe trung ương nữa thì nội bộ trung quốc sẽ còn rối rắm hơn nếu như tập cận bình mà nhượng bộ cho âu châu nhượng bộ cho hoa kỳ còn nếu như bây giờ cứng rắn thì có nghĩa là sẽ đi tới cái sự đối đầu mà sự đối đầu này nó sẽ dẫn tới một cuộc chiến tranh. Điều này không thể tránh tránh khỏi. Mà nếu đi, đi tới tới chiến tranh thì Bắc Kinh lại phải đánh một lá bài năm ăn năm thua nhất chính nhị bù. Có nghĩa thắng được cuộc chiến, giữ được quyền lực thì muốn làm sao cũng được. Mà nếu thua là mất trắng tất cả mọi thứ, cả một cái thể chế cộng sản sẽ bị lật đổ bằng vũ lực, bằng quân sự bởi Hoa Kỳ đồng minh và khu vực Âu Châu. Do đó. Tập Cận Bình lần này sẽ phải đối diện với rất nhiều những cái gây gắt. Còn nền kinh tế Trung Quốc không thể nào có thể vực dậy nổi trong vòng 5-10 năm. Khi nó bước vào suy thuế và đang chuẩn bị bước vào một cơn đại khủng hoảng. Bây giờ thì mới bước, bước tới ngưỡng cửa của cơn khủng hoảng thôi. Từ đây tới cuối năm, nó sẽ lún sâu hơn trong cái việc khủng hoảng kinh tế chứ không còn là suy thoái nữa. Thì coi như là Trung Quốc đã mất đi cái hào quang rồi muốn quay lại cái hào quang của 2009 cho tới 2015, Trung Quốc mất thêm 100 năm. Cũng chưa chắc có được cái hào quang phát triển kinh tế mạnh mẽ như 2009 cho tới Nga 2015. Do đó, tập cận bình đã không còn chọn lựa nào khác. Phải chọn thái độ cứng rắn. Phải chọn thái độ cứng rắn và đi cho tới cùng. Do đó, trong cái thời gian sắp tới, chúng ta sẽ thấy được rằng là Bắc Kinh sẽ càng tỏ ra rất nhiều hầu trong nhiều hồ sơ đặc biệt là các cái hồ sơ liên quan tới chủ quyền biển đảo lại được kích động mạnh lên hơn nữa. Chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia vân vân sẽ được kích động mạnh lên nữa và PLA tức là lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc mà đặc biệt là cái bộ chỉ huy miền Nam là cái cái sân sâu của tập Cận Bình sẽ bắt đầu thúc đẩy rất nhiều những cái hoạt động ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương, thậm chí lấn qua bên Ấn Độ Dương để phô trương thanh thế và phô trương cái sức mạnh quân sự của Trung Quốc đe dọa những quốc gia xung quanh và khoe khoang cũng như là à, trấn an dân chúng trong nước là quân sự chúng ta mạnh lắm đứng hàng thứ ba trên thế giới lận không nước nào dám làm gì chúng ta hết vân vân và vân vân Trung Quốc sẽ chọn cái thế đi này tức là Tập Cận Bình sẽ chọn cái tư thế đi này bởi vì Tập Cận Bình nếu không chọn cái tư thế đi này thì Tập Cận Bình không còn con đường nào khác giống như tôi đã từng phân tích với các bạn cái nội tình của Trung Quốc là cái phe của Giang Trạch Dân cái phe của hồ cẩm đào vẫn còn đang ngấm ngầm ở phía trong và cái phe lộ diện đang trỗi lên là phe của lý khắc cường tất cả những phe này trong cái hội nghị vừa qua họ tạm thời thỏa hiệp quyền lực thỏa hiệp quyền lực để có thể leo lái tiếp tục cái con thuyền quốc gia nhưng mà tới giai đoạn kế tiếp này thì có vẻ như cái việc thỏa hiệp đó có thể sẽ vô giá trị bởi vì cái phe đối lập nó không từ nó không từ bất cứ một cái cơ hội nào để mà giật sập cái uh cái quyền lực của Tập Cận Bình. Bởi vì 5 năm 7 năm nay nó chịu đựng rất nhiều. Tập Cận Bình đã nhân danh chống tham nhũng, nhân danh là cải cách. Tập Cận Bình đã trói buộc rất nhiều những cái quyền lợi đặc lợi của những cán bộ đảng viên mà từ xưa nay sống nhờ vào cái chính sách của Bắc Kinh thì bây giờ chấm dứt. Nhất là những cái áp lực từ bên ngoài. Kể cả những cái giấc mộng của Tập Cận Bình muốn có một đồng tiền điện tử sớm nhất thế giới để mà có thể thay thế đồng đô la của Hoa Kỳ muốn có được một cái gọi là Make in China 2025 rồi muốn vượt qua mặt kinh tế của Hoa Kỳ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới 2030 tất cả những tham vọng này của Tập Cận Bình gần như đã tan thành mây khói bây giờ ngay cả Trung Quốc đang dự tính ra cái đồng tiền điện tử sớm nhất trên thế giới cũng chưa chắc đã được lòng tin của tất cả mọi người và nó chỉ có thể thuần túy ở Trung Quốc thôi thì nó lại tạo ra một cái thứ làm mất quyền lực của đảng cai trị khi đồng nhân dân tệ đã không còn giá trị và đồng tiền điện tử có giá trị hơn thì lúc đó Tập Cận Bình còn nguy hiểm hơn nữa. Và đây là một trong những cái mà Tập Cận Bình phải đối diện. Và Trung Quốc trong thời gian sắp tới, tức là từ đây cho tới khoảng 5 tới 7 năm tới, là Bắc Kinh sẽ luôn đối phó với những cái đòi hỏi của cộng đồng quốc tế. Họ không còn chối cãi được, họ không còn tránh né được trong giống như 20 năm qua. 20 năm qua lúc nào họ cũng đưa cái đầu là ô oh, tôi là quốc gia đang phát triển, dân tộc chúng tôi còn nghèo, người dân còn đang nằm trong tình trạng xóa đói giảm nghèo. Không có thể thực hiện đất này, chúng tôi cần phải có bảo vệ cái những cái công ty nội địa, chúng tôi cần bảo vệ những cái mặt hàng để cạnh tranh vân vân để Trung Quốc trục lại. Trong 20 năm qua Trung Quốc đã sử dụng cái nón này. Thì trong thời gian tới Trung Quốc không thể sử dụng cái nón này được. Điều duy nhất mà Tập Cân Bình phải làm Vừa giữ mặt mũi và vừa có thể uh, trấn an dân trong nước là tháo cái nón nó xuống. Cái nón của quốc gia đang phát triển. Mà khi tháo cái nón này xuống thì Trung Quốc sẽ bị mất ít nhất là 40% nền kinh tế. Xuất cản của họ sẽ bị mất hết ít nhất là 40%. Và ngay cả thị trường nội địa của họ cũng sẽ mất rất nhiều về tay của các công, các công ty ngoại quốc. Nếu Trung Quốc tháo cái nón này xuống. mà Nhưng mà tháo cái nón này xuống thì ít ra Bắc Kinh sẽ có cái cớ nói chuyện với dân chúng là chúng ta bây giờ là cường quốc rồi không còn là quốc gia đang phát triển nữa đã là quốc gia phát triển rồi thì như vậy thì tập cận bình có thể ở cái mức này tập cận bình nhượng bộ nhưng ở góc cạnh về quân sự tập cận bình vẫn tiếp tục cứng trắng và đó là cái đề tài đầu tiên ngày hôm nay một lát nữa phong trở lại với các bạn trong đề tài thứ hai và trong đề tài này gây hấn ở biên giới ấn độ đe dọa đài loan thâu gậy bắc hàn bắc kinh muốn gì đó sẽ là cái đề tài thứ hai trong cái chương trình hiêu sinh nhật ký chiều ngày hôm nay. Mong các bạn đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong sẽ trở lại trong vòng 3 phút.